Mothammayasa Namosankhaya. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con xin kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, Nguyên Như con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, Nguyên Như xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã truyền trao quy giới và chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp sư ạ. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Brahmacaloka thibbati sahampati katanchali an thiwarang ajachatha. Santi thasantam barajang khajati ka de se tu thammang anu kam bi mang ba chang san tham ma rin vi nha yan cha ka yang Sua tan cha ban thăng a phi tham ma chấm măng a cô ta dân tô cha tu san cha đăng đăng ba bố tha này dê ba ri sa và mạnh chê Ê quán xà hâm bà ti Brahma Phà gá văn tăng a gia cha tha Tuôn hi phà quê nà tăng vua thu Cà ruôn nhé na thi hoa xa gia Tân hà vua tha gia ba đê na mi ga đa văn ta tô ga tô anh cha văn gia đa vô nay dê a măng ba dê si thăm ma tô ta tô pa phu ti sam vua thô a nu na thăm ma đê sa năng ma kha wa sa ni de se si san ta nang an tha sin tha căng te na sa tu a yo phan te de se tu tham ma de san nang sam ba yi tha pa ri sa ya anu kam bam bi ka ta we nắp mô bút thà giá Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin thay mặt đạo tràng, kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể thay mặt chư Tăng để giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và trước khi Nguyên Trang đọc bài, con xin kính thỉnh sư có thể cầm mic để thử âm thanh ạ. Con xin kính dâng mic lại cho sư Pháp Thanh. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Và kính chào tất cả quý Tôn Nữ và quý Phật Tử. Tuần rồi thì vì bận rộn một số công việc, sơn sửa cái tịnh thất lại, tại vì 5-6 năm rồi, rồi rong rêu rồi nó... sơn nó bị bong tróc cho nên là phải sơn phết lại rồi thêm đào đào cái giếng đào cái giếng cho nên cũng nhiều công việc cho nên tuần rồi thì cũng không có vào sinh hoạt
Và hôm nay thì trở lại sinh hoạt, cầu chúc chư tôn đức pháp thể an an, và kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui, tu học và nhiều sự tiến bộ tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ xin mời cô Trang Quang Nghị đọc phần chánh kinh bài thứ 45, sau đó thì sư sẽ giải thích chia sẻ thêm. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, sư Thanh Tâm và sư Pháp Thanh, và con chào đạo tràng. Dạ, Nguyên Trang bận thưa ngài để con đọc thế ạ. Dạ, con xin đọc bài Nhã Quỷ 45. Chuyện bày ngã quỷ Gá Na Đề Tá. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú ngụ tại Quá Tá Chê Quá Tá Ná. Tương truyền tại Xà Quá Thí có một đám người không mộ đạo, không có lòng tin và có tật sang tham, keo kiệt. Họ thường thờ ơ đối với những ý tưởng họ đã chấp nhận cùng nhiều vấn đề khác trong cuộc đời. Sau khi đã sống một thời gian dài, từ trần và tái sanh làm ngạ quỷ gần kinh thành, rồi một hôm, tôn giả Maha Moggallana đi đến Xà Quá Thí để khất thực. Tôn giả thấy bầy ngạ quỷ trên đường, bèn hỏi chúng trần truồng và xấu xí hình dung, hốc hác khắp thân thể, nổi gân gầy guộc, các xương sườn lộ rõ. Vậy là ai đó? Các tôn ông bày ngạ quỷ. Tôn giả: chúng con chính quỷ nhân, thần dân khốn khổ dạ ma quân. Chúng con đã phạm hành vi ác từ cõi đời đi đến cõi âm. Trưởng lão: ngày xưa đã phạm ác hạnh gì do khẩu ý thân đã thực thi? Vì nghiệp quả nào nên đã đọa từ đây tới cảnh giới âm ti? Bày ngạ quỷ: cả bọn đi quanh bến tấm công, lang thang suốt cả nửa tuần trăng. Chúng con cảnh tạo nơi an trú bằng cách đem tài vật cúng dâng. Chúng con kinh hãi đến dòng sông, sông nước trở thành bãi trống không. Ngày nắng chúng con vào bóng mát, tàn cây lại hóa nóng bừng bừng. Cơn gió như thiêu đốt lửa hồng, thổi ào lên khắp cả toàn thân. Chúng con xứng đáng nhiều đau khổ hơn thế này, tôn giả biết chăng? Đói khát mong cầu thức uống ăn, chúng con đi cả mấy do tuần, trở về không được gì đâu cả. Cơn khổ con ít phước phần, đối lã và bất tỉnh ngã lăn. Chúng con gục xuống đất khô cằn, tấm thân sống sượt nằm co quắp, đầu ngã lộn nhào xuống dưới chân. Do vậy chúng con phải ngã liền xuống nền đất lạnh khổ triền miên. Chúng con đấm ngực và đầu tóc, cơ khổ chúng con ít phước duyên. Tôn giả: chúng con xứng lãnh phần khổ đau này nữa thật nhiều lần. Chúng con chẳng tạo nơi an trú cho chính mình bằng cách cúng dâng. Quả thật khi từ biệt cõi này, tái sanh nhân thế kiếp sau đây, chúng con nguyện hết lòng hào phóng tu tập giới hành thiện sự ngay. Vì trưởng lão trình Đức Thế Tôn toàn thể sự việc này. Và con đã đọc phần chánh kinh, con kính dâng mic lại cho ngài để giảng dạy ạ. Dạ, cảm ơn cô Hà rất nhiều đã đọc xong phần chánh kinh. Thì trong cái câu chuyện thứ 45 này đó, chúng ta thấy có một nhóm ở đây, một nhóm mà ngạ quỷ
À, thân thể lõa lồ, hình tướng rất là ghê sợ. À, do những cái bất thiện nghiệp mà những chúng sanh này đã tạo. À, thì những chúng sanh này không có một cái niềm tin, không có lòng cái tịnh tín nơi tam bảo, và họ sống với cái tâm chấp thủ bỏng sẻn. À, không bao giờ làm những cái công hạnh và như là bố thí chẳng hạn. Thì chẳng những là họ không không bố thí rồi, mà họ còn dùng những cái lời mà cản trở, chê trách những cái người khác mà thực hành cả những cái công hạnh nữa. Ha. Chính vì những cái ác nghiệp này đó, mà cái nhóm người này ở Sawatthi, sau khi mà chấm dứt tuổi thọ thì họ cùng nhau tái sanh trở thành những cái ngạ quỷ. Rồi những ngạ quỷ này sống khổ sở đói khát. Và một hôm những cái ngạ quỷ này mới gặp được ngài Moggallana, là ngài Kiền Liên. Trong khi ngài đi khất thực thì ngài đã thấy những cái ngạ quỷ này và đã hỏi những ngạ quỷ đó, và những ngạ quỷ này cũng đã trình bày lên cái những cái bất thiện nghiệp của mình đã phạm. Thì sau đó ngài Mục Lan Na Ná đã trình bạch lên Đức Thế Tôn, và sau đó thì Đức Thế Tôn đã khuyên dạy tới hàng tín chúng. Và sau khi làm phước thì hồi hướng đến những cái loại ngạ quỷ này. Thì đây là cái duyên sự. Thì chúng ta thấy rằng đó, ở trong đời sống, nếu mà chúng ta không có học hỏi tìm hiểu, chúng ta không có một cái niềm tin chân chánh, chúng ta mê lầm chấp thủ thì sẽ đem đến cái khổ đau. Mà cái khổ đau này đó, nó cột trói. Chúng ta phải mang nặng cái khổ đau này trong cái vòng quay sanh tử luân hồi. Thì cái khổ đau này Đức Phật ví như là cái gì? Ví là như là cái ách. Quý vị biết rằng những cái người nông dân đó, mà khi mà họ đi cày, thì họ thường thường họ mắc cái ách lên cái cần cổ của con bò hay là con trâu. Hoặc là những cái người mà đánh xe, thì cũng vậy. Khi mà mắc cái con bò hay con trâu vào cái cổ xe đó thì cũng phải mang cái ách lên cái cần cổ của nó, rồi bắt nó mới kéo kéo cái cày hoặc là cái xe. Thì chính trong đời sống, khi mà chúng ta không hiểu biết, chúng ta thực hành những cái bất thiện nghiệp, do cái gì? Do những cái dục ái, hữu ái, tà kiến, vô minh. Đây là những cái pháp á, nó gây cái khổ đau. Hay là những cái pháp này á, nó tạo thành một cái gánh nặng đè lên cái thần ngũ uẩn của chúng sanh. Do đó mà khi chúng ta có duyên lành, chúng ta tìm hiểu và chúng ta hiểu biết được Phật pháp, thì chúng ta sẽ làm giảm thiểu cái khổ đau, hay là cái bớt đi cái sức nặng của phiền não nó đè lên trên cái đời sống của chúng ta. Thì hôm nay thì thời gian nó cũng không đủ, cho nên chúng ta chỉ sư xin trình bày cho quý vị về hai cái chi pháp là dục ái và hữu ái.
À, còn lại hai chi pháp tà kiến vô minh thì chúng ta sẽ chia sẻ thảo luận vào cái ngày mai. À, thì cái dục ái là những tham muốn thụ hưởng những cái trần cảnh ở trong thế gian, sắc thinh vị xúc. Đó đó, thì cái dục ái này đó, nó còn gọi với những cái tên khác, như là dục lậu, dục phược, hay là dục bọc lưu. Đó thì cái dục ái này nó gồm có hai cái, vật dục, tức là cái gì, tức là những cái đối tượng vật chất, làm những cái cảnh để cho cái tâm tham ái nó chấp thủ đó, mà những cái phiền não nó sanh khởi. Khi tâm tham mà nó sanh khởi á thì sao, nó chấp thủ bám níu vào cái đối tượng, cái cảnh trần nha. Rồi khi mà nó chấp thủ bám níu như vậy, nó sẽ sinh ra cái phiền não. Thì từ cái vật chất, nó trở thành vật dục, rồi trở thành phiền não dục. Khi mà nó thấy một cái đối tượng cho là khả ý, khả ái, thích ý vừa lòng, thì cái tâm tham nó sanh khởi, bám níu chấp thủ dính mắc vào cái đối tượng đó. Mà khi tham sanh khởi là tạo ra một cái phiền não ở trong cái nội tâm. Vì cái tâm phiền não thì nó làm cho cái tâm không được an ổn, chao động. Cho nên cái tâm nó không yên, ở cái nội tâm nó bị luôn luôn, nó bị khuấy động, xao động. Rồi khi mà cái tham đắm, nó khao khát, đắm nhiễm, mong muốn hưởng cái cảnh đó, rồi nếu mà không có thỏa mãn, không có đạt được thì sao, thì bực bội, khó chịu, sân hận. Thì cái sân hận nó cũng là một một cái phiền não, nó cũng là một thứ lửa để thiêu đốt trong thân, trong tâm của chúng sanh. Cho nên là khi mà một người mà có cái tâm mà đắm nhiễm vào các cái cảnh trần, mong muốn hưởng thụ cái cảnh trần, thì sẽ đem đến cái phiền não. Giống như một cái người khát nước, cái người khát nước, nhưng mà bây giờ họ uống, mà uống cái nước mặn đó, nước mà lợ lợ đó, thì càng uống nó càng khát, càng uống nó càng khát. Đó cho nên đó, là chúng ta phải thấy rằng chính cái tham muốn, cái đối tượng thì nó không có đáng, nhưng mà vì mình thấy sai, mình thấy sai qua cái nhìn sai lệch đi, mình nhìn trên cái không đúng theo cái tính chất, không đúng thực tính của đối tượng, rồi cái tưởng, cái tà kiến nó sanh khởi, mình nhìn cái đối tượng một cách lệch lạc, méo mó, rồi mình chấp thủ vào đó. Cho nên cái vật dục
À, chính là cái mà nó làm cho tham sân khởi. Và khi mà cái tâm tham mà nó đã hiện khởi ở trong tâm rồi thì sao? Thì cái phiền não dục nó hiện khởi lên. Đấy. Cho nên là trong đời sống chúng ta phải phải cảnh giác với những cái tư tưởng. À, khi nào những cái trạng thái tham muốn nó sân khởi, chúng ta hay biết à, kịp thời chúng ta diệt trừ, ngăn chặn, à, không để cho nó tràn ngập, nó xâm chiếm, à, nó làm chủ cái nội tâm của chúng ta, thì lúc đó đó cái phiền não nó bị diệt trừ, à, nó đè nén, không có tạo sự nhiệt não đốt cháy, à, trong thân trong tâm. Rồi cái thứ hai là gì? Hữu ái. Hữu ái này nè thì nó có hai, cái nghiệp hữu ở đây đó thì khi mà chúng ta có sự cố ý, có cố ý qua thân qua khẩu, cái cố ý này từ ở trong cái tâm của chúng ta, cái tác ý này nó sanh khởi, cố ý trong tâm nó thúc đẩy thể hiện qua qua thân thì tạo thân nghiệp, tạo thúc đẩy qua lời nói thì tạo thành khẩu nghiệp. Ha. Thành ra đó khi mà cái cố ý, nếu mà chúng ta nói theo gì pháp, cái cố ý nó là chetana, là sở hữu tư, thì cái sở hữu tư khi mà nó khởi trong tâm, tức là nó tạo về cái ý nghiệp. Rồi nếu mà qua cái thân thì tạo thân nghiệp, và qua khẩu thì tạo khẩu nghiệp. Nha. Thành ra đó cái chính cái hữu này nè, cái nghiệp hữu này nó đi đến cái sanh hữu. Cái sanh hữu á là cái khả năng dẫn dắt đưa chúng sanh đi đi tái sanh. À, cái sanh hữu này cũng có những cái khi mà chúng ta làm những cái điều thiện lành, chúng ta tu tập thiền định chẳng hạn, với cái mong muốn là được tái sanh đến những cái cõi cõi trời, cõi chư thiên, phạm thiên, thì giữa cái hành nhãn hữu này sự thật ra đó nó rất là khích khao, nhưng mà phân tích chia sẻ với sự thật ra đó là nó là nhân và quả với nhau. Cái chetana, cái sự cố ý, rồi cái cố ý này nó thể hiện ra, thí dụ như bây giờ á, một người bắn cung, khi mà họ dùng cái sức mạnh họ kéo hết cái dây cung và lắp mũi tên vô bắn, và khi mà cái mũi tên á, mà nó găm vào cái bia, thì cái khởi đầu của mũi tên nó là hành, và cái năng lực mà hướng cái mũi tên đi đến đích đến cái bia đó giống như là hữu. Cho nên là trong cái hữu á, thì nó có chia ra là nghiệp hữu và sanh hữu là chỗ đó. Chính cái năng lực của nghiệp
nó có một cái sức để đưa chúng sanh đi tái sanh đến những cái cảnh giới tương ứng với các nghiệp mà chúng sanh đó đã tạo, hướng đến các cái cõi sống. Thí dụ như những chúng sanh này, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, những chúng sanh này sống với cái tâm bỏng sẻn, đã tạo những cái bất thiện nghiệp, thì do những cái bất thiện nghiệp này nó là cái nhân, sự cố ý hành động ở trong cái đời sống mà nó tạo thành cái nghiệp, và cái quả là nó đưa đi đến cảnh giới khổ đau, trong cảnh giới ngạ quỷ đó. Cho nên là chúng ta hiểu biết như vậy, ngay trong đời sống chúng ta phải căm chừng cái nội tâm của mình, đối với những cái tác ý nào không tốt đẹp, những cái tác ý sai lầm, gây khổ đau tổn hại cho chúng sanh khác, chúng ta phải kịp thời dập tắt, diệt trừ. Còn với những cái tác ý hướng về những điều thiện, những công việc thiện lành, thì chúng ta phải nỗ lực phát triển dung bồi. Cho nên là trong đời sống chúng ta phải cố gắng nỗ lực kiểm soát cái nội tâm của mình một cách cẩn trọng, thì sẽ tránh được những cái khổ đau, những cái nhân xấu trong hiện tại. Thì như vậy đó, chúng ta phát triển được những cái thiện nghiệp lành của mình. Còn nếu mà chúng ta không khéo, thì quý vị cũng thường xuyên Đức Phật hay nhắc phải khéo tác ý. Khéo tác ý ở đây là chúng ta quan sát cái tác ý mình với cái trí tuệ. Mà khi mà cái tác ý mà nó khéo léo có trí tuệ thì sao? Thì sẽ tránh những cái bất thiện. Còn nếu mà chúng ta dễ vui, chúng ta buông lung những cái tác ý này, bị phiền não sai sử nó sanh, sanh khởi những cái bất thiện, thì lúc đó đó là chúng ta gieo những cái nhân xấu, những cái bất thiện, thì chúng ta phải gánh lấy những cái hậu quả khổ đau. Mà đây là những cái nhân sẽ đem đến cái khổ, có những cái khổ ngay trong đời sống hiện tại, và cái hậu quả khổ đau lâu dài trong tương lai. Thành ra đó, chúng ta phải thấy những cái tai hại này rồi chúng ta tránh xa, chúng ta nỗ lực học tập theo những lời dạy của Đức Phật, thực hành theo những pháp chân chánh, đi trên cái con đường hướng thượng, tránh xa những cái tham muốn, hưởng thụ vật chất ở trong đời sống, rồi chúng ta tránh xa những cái bất thiện pháp, tránh xa, thành lập cái nội tâm của mình để luôn luôn xem xét, suy xét cẩn trọng, kiểm soát cái tam nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, cho một cách cẩn trọng tốt đẹp, thì chúng ta sẽ có được một cái đời sống hiện tại an vui và tránh những cái ác nghiệp trong tương lai. Thì và cái câu chuyện về ngạ quỷ sự thứ 45 ngày hôm nay, thì cũng xin giải thích chia sẻ với quý vị đôi điều. Và bây giờ thì xin mời
Chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau thảo luận thêm, chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Và cầu mong phước báo này sẽ hỗ trợ Chư Tôn Đức Pháp Thể Căn Ngang, và kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui, có thêm được những cái hiểu biết để chúng ta có sự tiến bộ trong đời sống, trong học tập và đi đến một cái đời sống hiện tại an lạc, và hướng đến những cảnh giới tốt đẹp, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bố Tha Giá. Và bây giờ xin mời đạo tràng. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ thuyết một bài pháp rất là hay cho tụi con một ngày hôm nay. Và bây giờ đến thời gian mà quý vị trong đạo tràng có thể giơ tay hỏi sư Pháp Thanh trực tiếp những câu hỏi của mình, hay là có thể text hoặc là chat lên màn ảnh thì nguyên như có thể đọc cho quý vị. Và nguyên như hoan hỷ thấy bàn tay của Sis Hà. Dạ mời Sis ạ. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, và con chào thầy Kinh và đạo tràng. Dạ, con có câu hỏi thưa ngài. Nãy ngài có nói về cái tâm sở tư trong vi diệu pháp á, mà con muốn hiểu rõ hơn một chút. Theo con thấy ngài dạy á, thì tâm sở tư là chính là cái điều kiện để tạo ra các nghiệp thiện ác. Con không biết là con nghĩ như vậy có đúng không? Và nếu mà như vậy thì khi cái tâm sở con thấy tất cả tâm nó đi hết mà xúc thọ tưởng tư, xúc thọ tưởng, rồi khi cái mắt đến xúc thọ tưởng thì lúc đó nó chưa tạo nghiệp, thì chắc là khi mà cái dòng tâm thức đó thương ngài, nếu mà nó gần ngay đó, mà nếu mà không có tâm sở tư thì sẽ không có tạo nghiệp không ạ? Con không biết con có gì có đúng không ạ? Dạ con xin cho biết lại. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì quý vị học ở trong Pháp Cú Kinh thì Đức Phật cũng có dạy là cố ý là nghiệp. Ví dụ như bây giờ cái giới mà sắc sanh thì có nói là chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, cố ý giết, ráng sức giết, và chúng sanh nó chết vì cái sự cố ý này nè. Tròn đủ năm chi này thì phạm giới sát. Thì cái sự cố ý là mình nói là lúc đó là nó thể hiện ra rồi. Nhưng cái chê tá na, tức là cái tư đó, nó khởi lên từ ở trong cái tâm của chúng ta. Còn nếu mà nói ở trong cái dòng tâm thì cái giai đoạn mà động lực, chính cái giai đoạn động lực này nó quyết định để xử lý đối tượng. Khi mà mắt nhìn thấy cảnh trần, nếu mà chúng ta có sự chánh niệm, chúng ta chỉ niệm là thấy, nó dừng ngay chỗ đó. Tức là sao? Có một cái sự xúc chạm và thức nó sanh khởi, cái tâm
nhận biết cảnh. Nhưng mà nếu mà mình chỉ cắt đứt ngay chỗ đó thì không có thọ, chỉ có xúc thôi, chưa có thọ. À mà khi thọ à nó phân tích rồi, thích hay là không thích. À nếu thích thì sao? Tham sanh khởi, mà không thích thì sân sanh khởi. À thì lúc đó đó, cái giai đoạn đó nó sẽ tạo tạo thành cái nghiệp. À nếu mà những cái khả ý, khả hỷ, khả lạc thì nó muốn chiếm hữu, bám níu, dính mắc. Còn nếu mà tội nguyện, không hài lòng thì sao? Nó xua đuổi, hủy diệt đối tượng. À, cho nên á là khi mà chúng ta nhìn, ghi nhận, biết một đối tượng, nếu mà chúng ta thấy với trí tuệ, thấy đúng cái thực tướng của đối tượng thì sẽ diệt trừ cái phiền não nó sanh khởi. À còn nếu mà chúng ta thấy theo cái chế định tục đế của thế gian, à thì sao? Thì tham muốn, sân hận, phiền não nó sẽ sanh khởi. À, cho nên đó là trong đời sống, à, Đức Phật thường khuyên là chúng ta phải có sự chánh niệm tỉnh giác, à, đối với tất cả đối tượng, à, trong thân cũng như tất cả đối tượng ở bên ngoài. À, nếu mà chúng ta sống tỉnh thức, hiểu biết đầy đủ, à, thì sẽ kịp thời ngăn chặn, à, không để cho phiền não sanh khởi. Còn nếu chúng ta sống dễ vui buông lung, à, thì à, sẽ tạo nhân cho những cái phiền não bất thiện nó sanh khởi và khổ đau sẽ tiếp theo sau. À, thì cũng xin giải đáp cái câu hỏi của cô Hà, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ bạch sư, có một câu hỏi là khi mà hồi nãy sư dạy là mình phải thanh tịnh thân khẩu ý, thì mình là chúng sanh, mình không thể nào mà thanh tịnh cả ba cái thứ đó được hết bạch sư. Tự nếu mà mình đã thanh lọc mà mình thanh tịnh hết thì con nghĩ lúc đó mình đã thành A-la-hán rồi. Nhưng mà giữa cái thân, cái khẩu, cái ý thì cái nào bạch sư là nó cho cái nghiệp mạnh nhất? Thí dụ như là mình đi vô trong chùa, mình cái tính mình rất là thích ăn cắp, nhưng mà ở trong cái mình biết là mình phải giữ giới, cái tay chân mình không có được tấy máy, nhưng mà cái tâm mình á, cái tính ăn cắp nó vẫn giống như rất mạnh mẽ. Nhiều khi không phải là mình cần nữa mà cái tính tham nó quen, giống như cái tính ăn cắp nó quen rồi đó sư. Thành ra ở trong tâm mình vẫn có một cái sự diễn biến ra, giống như nếu mà mình ăn cắp như vậy thì nó thoải mái, nó khoái chí như thế nào vậy đó bạch sư. Thì nếu mà mình cứ run như vậy mà mình không có control được, mà mình chỉ giống như là mình chỉ giữ được cái thân và cái khẩu của mình không có xuống người khác thôi, nhưng mà cái tâm mình nó cứ chạy tới chạy lui, nhưng mà mình vẫn biết như vậy, thì theo 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 sư thấy á, sư dạy cho tụi con là mình có đỡ nghiệp hơn hai cái chuyện kia không bạch sư? Và nguyên như xin dâng mic lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thật sự ra đó, trong cái tam nghiệp đó, là cái ý nghiệp nó hết sức là quan trọng. À tại vì cái thân hay cái khẩu đó, là nó chịu sự sai khiến của ý. À, cho nên á là cái ý nghiệp á, thấy vậy chứ nó rất là quan trọng. À bây giờ này nói đơn giản
mà mấy cô quan sát được, chỉ quan sát qua cái hành động của mình đi. Giả dụ như bây giờ mấy cô thử cái tay mình giờ mình đang đang buông thõng nè. Bây giờ mình khởi lên cái tác ý mình muốn co tay lên nha. Đó, khi mà cái tác ý muốn co tay nó diễn ra, nó là nhân, thì cái hành động nó mới theo sao, tức là cái chuyển động của cái tay từ 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 nó co lại. Nếu mà mình muốn co tay lại nhưng mà nửa chừng cái mình thấy không cần thiết, cái tác ý nó dừng lại, thì cái tay cái hành động này nó tạm dừng và cái tay buông thõng ra lại, thấy không? Thành ra đó, tất cả cái thân nghiệp khẩu nghiệp nó chịu sự chi phối của ý nghiệp. Rồi bây giờ mấy cô quan sát cái hơi thở đi. Giờ khi mà mình vô, bắt đầu mình vô mình ngồi thiền, mình lễ Phật đồ gì đó, rồi yên yên để mình quan sát nha. Thì khi mình ngồi yên như vậy đó, nếu mà hồi nãy là mình đã thở ra rồi thì bắt đầu cái tác ý nó muốn thở vô. Thì khi mà cái tác ý muốn thở vô khởi lên, và cái chuyển động của hơi thở dần 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 xảy ra, diễn ra. Đó. Nếu hồi nãy là mình đã hít vô rồi mình mới dừng lại thì sao? Cái tác ý nó muốn thở ra. Khi mà cái tác ý muốn thở ra khởi lên thì cái chuyển động của cái luồng không khí, cái chuyển động nó diễn ra, thở ra. Đó. Thành ra đó, chính cái tác ý này nè nó điều khiển. Tại vì cái thân này hạt khẩu nó là thuộc về cái vật chất. Thành ra hồi đó là ngày giác chánh, ngày có vẽ là cái danh và sắc. Ngày vẽ cái hình ở trên chánh điện ở chùa Vũ Đức, nhớ lầm nó là cái hình cái người chèo đò. Cái danh đó là cái người chèo điều khiển cái chiếc thuyền. Còn cái sắc đó, nó là chỉ là chiếc thuyền này. Khi mà cái người mà điều khiển đó, họ chèo thì cái chiếc thuyền nó mới bắt đầu nó chuyển động, nó đi tới. Họ điều khiển nó quẹo phải thì nó qua phải, mà họ điều khiển nó qua trái, quẹo trái thì nó qua trái. Cho nên đó, là thật sự ra mình nói kiểm soát tam nghiệp, nhưng mà cái quan trọng là mình kiểm soát về cái ý nghiệp mình, nó là quan trọng. Mình muốn nói một cái điều gì đó, tại sao là cái tác ý của mình nó khởi rồi nè. Bữa nay gặp cô Nguyên Như, cô Nguyên Trang sẽ nói về vấn đề này 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 hả, là một hai ngày trước hoặc một buổi trước đã sắp xếp rồi. Rồi có nhiều khi ngần ngại thì bắt đầu ở trong tâm nó thúc đẩy, nói đi không sao đâu này kia nọ, không? Thành ra đó mới có là tự thân trợ, là cái ý mình á nó sanh khởi nhưng mà mình còn chần chừ á thì nó thúc đẩy nhiều lần, thì lúc đó là cái khẩu nó mới làm việc, hoặc là nó thúc đẩy cái thân nó mới làm việc. Nào, cho nên á chúng ta phải kiểm soát. Không cần mình phải kiểm soát cái thân cái khẩu mình á, mà cái kiểm soát là cái ý nghiệp là quan trọng. Cho nên á có cái vị tỳ kheo đó ông nói
Bạch Đức Thế Tôn, con xuất gia mà giờ phải giữ nhiều giới quá, 227 giới con giữ không nổi. Thôi, giờ con hoàn tục đi về. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi vậy chứ bây giờ ông giữ một giới, ông giữ được không? Dạ được, một giới con giữ được. À, ông giữ cái tâm của ông á. Khi mà mình có sự kiểm soát cái nội tâm mình, mình không để cho tất cả những cái bất thiện, những cái tác ý không tốt đẹp nó sanh khởi thì mình đâu có sợ phải phạm giới, thấy không? Đó. Còn mình mà mình cứ canh cánh mình sợ phạm giới, cái tâm mà cái sợ phạm giới nó cứ là nó ra phiền não rồi. Còn bây giờ mình cứ kiểm soát mình những bất cứ lúc nào những cái gì, những cái tác ý mà nó không tốt đẹp sanh khởi kịp thời ngăn chặn, thấy không? Chứ còn không phải vì mình sợ phạm giới rồi mình cứ mình mà mình phải kiểm soát từ ngay cái nội tâm của mình. Khi mà cái nội tâm mình an ổn thì chúng ta không có sợ phạm giới. Đức Phật sở dĩ Đức Phật chế định ra các cái giới giống như cái hàng rào, cái hàng rào để ngăn ngừa chúng ta phải rơi vào hố sâu vực thẳm. Còn nếu mà bây giờ mình biết mình sợ, mình vui, mình chạy nhảy trong cái khuôn viên của mình thôi, thì mình đâu sợ té, không có sợ phải rơi vào hố sâu vực thẳm, phải không? Thành ra mình đừng có sợ cái hàng rào. Mà bây giờ mình tránh xa, giờ mình ở trong nội cái khuôn viên này thôi, thì mình sẽ được an ổn. Cho nên á, chúng ta cần phải cái kiểm soát chính cái ý nghiệp mình, nó là quan trọng. Mà khi mà mình mà không kiểm soát được ý nghiệp mà để nó thúc đẩy ra khẩu, thì lúc đó là lời đã nói ra rồi, không có thu về kịp, hành động đã làm rồi, dù có ăn năn xin lỗi 100 lần thì cũng đã xong rồi. Cho nên á, kiểm soát cái ý nghiệp nó rất là quan trọng là ở chỗ đó. Dạ xin giải đáp cái câu hỏi của cô Nguyên Nhân. Dạ chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con xin tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải cho chúng con cái câu hỏi của Nguyên Như. Dạ con đang thấy chị Hồng Nhung đã có câu giơ bàn tay. Dạ Nguyên Như xin mời chị Nhung ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, alo, đạo tràng có nghe con. Cảm ơn. Dạ, Minh Trang. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh. Con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm ạ. Con kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con cũng hiểu biết về trí văn. Chỉ trí văn thì con cũng biết đó là cái... ái tham thì nó dẫn đến luân hồi. Nhưng về cái mà chi pháp thì con cũng có vài điều con chưa rõ lắm. Trong các buổi mà đàm luận với bạn đạo thì cũng có các bạn nêu ý này ý kia, nhưng mà về phần con thì con cũng vẫn chưa thông. Nhân đây con xin sư Pháp Thanh hoan hỷ chỉ giúp cho con ạ. Dạ, con xin sư cho con vài ví dụ về cái tâm tham thứ hai ạ, là cái tâm tham mà thọ hỷ, hợp tà, hữu trợ. Thì trong đây con vẫn hiểu cái tà kiến có nghĩa là mình nghĩ sai về nhân quả, về tứ đế. Tức là mình có cái tà kiến, nhưng mà mình làm thì cái đó con hiểu. Nhưng mà còn về cái ly tà thì con vẫn chưa được rõ ràng lắm. Thì ly tà có nghĩa là không có cái tà kiến, không có cái nghĩ sai.
Mà như vậy thì là nó chỉ không có liên quan đến tà, hay là do mình không thấy sai mà mình làm, hay là mình đã thấy sai nhưng mà vì nó không liên quan đến tà kiến mà mình làm. Là ở đây con có hai ý mà con chưa hiểu. Cái thứ nhất là do không thấy sai mà làm, cái thứ hai là do thấy sai mà không liên quan đến tà kiến mà làm. Nếu thấy sai mà không chánh đáng, không liên quan đến tà kiến, như vậy là có phải ly tà không ạ? Dạ con xin sư hoan hỷ giải thích giúp con ạ. Con kính tri ân sư. Dạ con xin xuống mic ạ. Trời ơi, cái câu hỏi này mà ở đây là có thầy kinh ở đây mà cô Nhung không hỏi thầy kinh mà hỏi sư. Thì thật sự ra đó, cái hợp tà hay ly tà đó là khi nào mà mình hợp tà là mình nghĩ là coi như mình không có biết nó là sai lầm mà mình vẫn làm. Rồi còn mà ly tà đó, mình biết là nó sai nhưng vì mình không có kiềm chế nổi được cái thúc đẩy của tham, mình cũng cũng sẵn sàng làm. Một cái là vì mình không biết ở trong cái đống tro đó nó còn than, cho nên là mình thò tay vô mình bóc. Còn một cái là mình biết là trong đó còn còn than á, còn nóng á, nhưng mà bây giờ mình muốn muốn lấy một cái gì ở trong đó, mình cũng nhất quyết là biết là ở trong đó còn than nóng đó, đưa vô là sẽ bị phỏng đó. Nhưng mà vì mình không kềm chế được, mình vẫn vẫn làm đó. Thành ra đó là chúng ta phải hiểu những cái trạng thái đó. Có người á thì họ làm nhưng mà không biết, vì những người này họ không có học thì không biết, nhưng những người này cũng có học, có biết rồi nhưng mà chưa kiểm soát được cái tham muốn của mình, chưa kiểm soát được cái phiền não ở trong nội tâm, cho nên là lúc đó đó bị phiền não nó sai sử. Mình không không thể mà kềm chế được, thấy không? Có những khi mình biết là ăn cái món này vô một hồi có khi là nó quậy mình á, nhưng mà sao vì thèm thèm muốn, muốn thỏa mãn cái khẩu vị, cho nên là lúc đó bất chấp, kệ mồm đó. Biết đâu bữa nay nó hên, ăn vô nó không sao đâu, cho nên là mình cũng ăn tốt hết. Đó, thành ra đó có khi vì mình không biết mà mình làm, có khi mình biết nhưng chúng ta không thể nào kiểm soát kềm chế được, không đấu trị nổi với tham muốn, mà chúng ta làm. Cái người mà họ ăn cắp cũng vậy, nếu mà tàm quý đủ mạnh á, thì họ sẽ sợ hãi thôi, ăn cắp lỡ mình lấy cái món đồ nó giá trị thì không bao nhiêu, nhưng mà rồi người ta biết được á xấu hổ lắm, phải không? Nhưng mà cái người mà không có học hiểu, không có biết á, thì nói ôi nhỏ ai cũng vậy chứ đâu phải riêng mình, ai cũng tham vậy, ai cũng muốn vậy, đâu phải riêng mình,
Cho nên nó là lúc đó sao, lúc đó là cái hành động nó mới diễn ra. Cho nên á, chúng ta phải kiểm soát cái ý nghiệp, và chúng ta phát triển cái trí tuệ. Mà khi mà trí tuệ nó mạnh thì chúng ta sẽ có sự hỗ trợ của tàm và quý. Thành ra đó, Đức Phật sở dĩ mà được gọi là Vicca Chara Sampanno đó, là minh hạnh túc. Thì khi mà trí tuệ đó, trí tuệ mạnh mẽ thì nó sẽ hỗ trợ cho thực hành về giới hạnh. Thành ra Đức Phật nói ở chỗ nào có trí tuệ thì ở đó có đức hạnh. Là nói là như vậy. Còn nếu mà cái sự tu tập, cái trí tuệ mình chưa đủ mạnh thì sẽ bị phiền não lấn át. Thành ra có nhiều khi á, mình tu tập nhưng cái sự nỗ lực, cái tinh tấn của mình, cái nội lực, cái trí tuệ mình chưa đủ mạnh, cho nên á, có nhiều lúc mà phiền não nó xô mình té hoài rồi vậy. Nhưng mà không sao, nó xô mình té mình biết là cũng cũng khá rồi đó, cũng có kinh nghiệm rồi đó. Té chừng vài trăm lần rồi đứng lên, rồi té té tiếp rồi đứng lên tiếp, rồi lần lần rồi nó sẽ có kinh nghiệm, và nội lực càng ngày nó càng mạnh hơn. Đến một ngày á, chúng ta đủ sức chúng ta xô phiền não, chứ đừng để nó xô mình. Thì xin giải đáp cái câu thắc mắc của cô Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã có câu trả lời rất là hay cho chị Nhung. Và bây giờ quý vị còn có câu hỏi nào để dâng lên cho sư nữa không? Thì xin mời bàn tay xinh đẹp của mình nha. Dạ, xin mời chị Nhung ạ. Dạ, sa thú, sa con, dạ, con cảm ơn, kính tri ân lời giải thích của sư. Nhưng mà còn một cái ý nữa là con, cái tâm tham thứ hai này nó còn cái việc là hữu trợ và vô trợ. Thì trong cái hữu trợ của cái tâm bất thiện thì con thấy chi pháp thì chỉ có hôn phần thôi, nhưng mà không có nói đến cái phần mà cái hỗ trợ, cái hỗ trợ do cái sự hỗ trợ từ cái tác động bên ngoài. Thì như vậy á, thì ở đây mình hiểu như thế nào á, thưa sư? Tức là cái nếu mà tác động từ bên ngoài như vậy á thì nó có chi pháp không ạ, thưa sư? Dạ, con chưa hiểu phần này, con xin sư hoan hỷ giải thích giúp ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang ca giá. Thì như hồi nãy sư nói đó, lúc đầu đó mình biết cái tham nó là tốt, cái bất thiện nè, mình chần chừ là sao, lúc đó có trí tuệ và có tạm có quý, nhưng mà nó không đủ, không đủ cái mãnh lực. Rồi cái tác ý xấu đó, cái tác ý bất thiện đó, nó thúc đẩy nó thúc đẩy một hồi thì cái mãnh lực của bất thiện nó mạnh hơn cái thiện, nó lấn át. Thì bắt đầu mình bò què bọc quẹt. Đó, cái đó là cái coi như là cũng là cái trợ, nhưng mà tự thân trợ, tức là tự tự trong tâm mình trợ. Còn cái hỗ trợ mà từ bên ngoài đó, ví dụ như bây giờ á, hai người đi chung, mình mới đầu mình thấy bữa nay mình đi chợ mình quên mua ớt rồi, mình đi ngang mình thấy người ta trước sân nhà người ta có trồng ớt, mình tính hái thôi, nhưng mà mình còn chần chừ ngại ngại mình không dám hái. Thì cái người kia nói
hay hay cứ có gì giống trái ớt này, cái gì à đó, thấy không? Thì cái thúc đẩy này nó từ bên ngoài, à cái tác động này từ từ bên ngoài, à thì nó có hai cái trở, à từ trong tâm mình, à cái tác ý nó thúc đẩy nhiều lần để mình thể hiện ra là tự thân, còn cái bên ngoài, à do một cái người khác, cho một đối tượng khác, à nó thúc đẩy. À, thì cái đó là do cái tác động từ từ bên ngoài, à, mà mình làm, à, cái hành động tham diễn ra đó. Thì à, bình thường, à, nếu mà mình tu tập, mình có hiểu biết mạnh, à, thì khi mà chúng ta quan sát các cái đối tượng bất thiện, à, nó tự động nó sẽ biến mất, nó diệt mất, à, nhưng mà những cái hành giả mà sơ cơ, cái niệm cái tuệ mình còn yếu thì có khi là mình quan sát, mình nhìn nó, mình niệm một hồi lâu nó mới mất, à, thì à, cái này là nó đòi hỏi cái sự tu tập, cái sự nỗ lực của chính bản thân mình để dung bồi cái niệm cái tuệ, à, để đủ sức để đấu trị, à, với cái bất thiện, à, còn cái những cái tác động ở bên ngoài thì mình phải cẩn thận, à, coi chừng, à, có nhiều khi á, à, lúc đó mà cái tâm mình nó không vững vàng, à, thì sẽ bị người khác, người ta xúi bẩy, à, người ta tác động, thì mình sẽ làm theo cái sự sai khiến của người khác. Xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con thấy bây giờ cũng là 10 giờ 37 phút rồi. Dạ, con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay, bạch sư. Và Nguyên Như xin nhân mít lại cho sư Nguyên Thông ạ. Vavatu sabba mangalam ratham tu sabba devata sabba bhuta nu pave na sada sauti pavang tu te vavatu sabba mangalam ratham tu sabba devata sabba dhamma nu pave na sada sauti pavang tu te vavatu sabba mangalam Ratkang tu sabba devata sabba sinha pha văn tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ qua đức của chư Phật, do nhờ qua đức của giáo pháp, do nhờ qua đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề hoa ta san ti vi ha ra hoa si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân ka ron te ta vi ha ra măng da le thế ra cha mắn cha na wa ca cha phin kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni cam tham ma wa răng pa tình cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang
Tha tu chỉ rằng sa tăng thầm mô thầm mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng khá tu san thầm mô. Sam bê bi thầm ma cha ri nô gúa thân sam ba bù này ya ma thầm ma ri yam ba quê. Đệ tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tổ nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tổ nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tổ nha ta vô ý đằng quá tám mê buồn nhằn à sao quá khá già quá hằng hồ tu quá nà gát tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Dạ, Nguyên Như xin có một thông báo nhỏ, kính thông báo với chư vị trong đạo tràng. Là thứ sáu tuần này, có nghĩa là sáng thứ bảy ở bên Việt Nam, chúng ta sẽ không có học với thầy Kinh. Lớp xin đóng cửa một ngày thứ sáu. Dạ, lớp Nguyên Như kỳ viên sẽ cùng với nhau có ba buổi tu thiền weekend. Thành ra đã xin phép với thầy Kinh và sư Thanh Tâm, xin hẹn lại chư vị học với nhau về vi diệu pháp về tuần tới nha quý vị. Nguyên Như xin thông báo trước để mọi người chuẩn bị. Dạ. Con xin thành kính tri ân chư tăng, thành kính tri ân thầy Kinh và tất cả những cái phước lành gì mà nhóm đã tu được trong vài ngày sắp tới là chia phước đều hết cho cả nhà nha. Dạ, Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thứ năm này đó Hà, là sư Pháp Tính đã trở lại rồi đó Hà. Dạ, sư Pháp Tính mổ mắt rồi, sư sẽ giảng cho mình 12 thập nhị nhân duyên lại đó. Dạ, sa thú lành thay.